Việt Linh rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Thanh Xuân Tỏa Sáng. Quý vị khán giả thân mến, đẹp là thương hiệu của chị em phụ nữ chúng ta. Chính vì vậy, đặc quyền của phái nữ chính là làm đẹp. Nhờ đặc quyền đó thì chúng ta có quyền mua sắm những bộ cánh thật là lung linh, được chải chuốt những kiểu tóc thật là quyến rũ, được diện những đôi giày cao gót, được trang điểm cho khuôn mặt của chúng ta trở nên thật là xinh đẹp và rạng rỡ, và còn được quyền hô biến những nét chưa được đẹp trên cơ thể của mình trở nên xinh đẹp hơn. Tuy nhiên, những sự hô biến đó không phải từ phép màu mà chính là từ việc chúng ta phẫu thuật thẩm mỹ. Thế nhưng, có một số người phụ nữ lại lạm dụng việc phẫu thuật thẩm mỹ. Vậy thì điều đó có nên hay là không? Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng bàn luận một chút về vấn đề này nhé. Nhưng trước tiên, xin mời tất cả quý vị hãy cùng Việt Linh điểm qua những thông tin của chuyên mục Phong Cách hôm nay. Biến vịt thành thiên nga ngày nay không còn là những câu chuyện cổ tích. Hãy xem những cách hô biến hoàn hảo không cần buộc ra sao nhé. Trang điểm. Ngày nay, trang điểm được xem như một phép màu để minh chứng cho câu thành ngữ: không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Nếu như không đứng cạnh cô dâu của mình trang điểm từ đầu buổi, có lẽ chú rể của các cô dâu sẽ phải hốt hoảng tìm vợ của mình khi nhìn thấy tác phẩm sau buổi make-up. Với bàn tay của các chuyên gia trang điểm, những nét khiếm khuyết trên gương mặt của người mẫu gần như không còn. Thật không thể tin vào mắt mình. Công nghệ chỉnh sửa ảnh. Đã có những cặp đôi chia tay, thậm chí đánh nhau khi quyết định gặp nhau sau thời gian quen trên mạng, bởi những bức ảnh vô cùng lung linh và chàng nhận được từ người bạn gái của mình. Đó như một câu chuyện cười cho việc sử dụng công nghệ chỉnh sửa ảnh quá ảo diệu. Nhưng có thể thấy các cô gái thật tội nghiệp, bởi thực ra họ làm vậy đa phần vì tự ti với nhan sắc thật của mình. Phẫu thuật thẩm mỹ. Phẫu thuật thẩm mỹ được xem là cứu cánh cho cuộc đời của cả các cô gái và chàng trai. Từ khuôn mặt xấu xí không ai dám nhìn, qua phẫu thuật thẩm mỹ họ trở nên xinh đẹp, thậm chí trở thành diễn viên, người mẫu. Có thể coi phẫu thuật thẩm mỹ trong những trường hợp này như tạo cho họ một cuộc sống mới, tươi đẹp hơn rất nhiều. Những thông tin trên thật là thú vị phải không quý vị? Rõ ràng là trong một số trường hợp thì việc phẫu thuật thẩm mỹ là một việc nên làm và rất quan trọng để khiến cho mình đẹp hơn. Thế nhưng trong một số trường hợp thì nó lại khiến cho mình xấu đi. Vậy thì câu hỏi đặt ra là khi nào chúng ta nên phẫu thuật thẩm mỹ và khi nào thì không nên? Ngay bây giờ mời quý vị hãy cùng Việt Linh đến gặp chuyên gia của chương trình nhé. Khách mời của chương trình ngày hôm nay là chị Mã Đào Ngọc Bích, tổng giám đốc công ty Thiên Thần Sắc Đẹp Angel Beauty. Xin chào chị Ngọc Bích. Chị chào Việt Linh. Rất vui được gặp chị trong chương trình Thanh Xuân Tỏa Sáng ngày hôm nay. Và với chủ đề ngày hôm nay là một chuyên gia về lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp, chị có thể chia sẻ với Việt Linh cũng như là quý vị khán giả một số lời khuyên dành cho những bạn trẻ có mong muốn là phẫu thuật thẩm mỹ không chị? Theo chị thì hiện tại là có ba nhóm đối tượng về phẫu thuật thẩm mỹ. Nhóm thứ nhất là nhóm cái nhu cầu cần thiết, nghĩa là cái nhóm này là cái nhóm bắt buộc họ có những cái khiếm khuyết ở trên cơ thể hoặc là trên khuôn mặt, và họ mất tự tin và nhiều lúc mặc cảm và tự ti về những cái khiếm khuyết đó, và bắt buộc họ phải thay đổi để phẫu thuật để họ tốt hơn và giúp họ tự tin hơn. Cái nhóm thứ hai là cái nhóm là không hài lòng với những gì trên cơ thể của mình và họ muốn thay đổi để nó tốt đẹp hơn. Và cái nhóm thứ ba là cái nhóm rất là nguy hiểm, đó là nhóm làm đẹp phẫu thuật theo xu hướng, nghĩa là cái nhóm này là thí dụ như hiện tại có trào lưu thì khuôn mặt V-line, thì họ lại đang khuôn mặt kiểu điền thì họ lại đi gọt xương hàm đi để trở thành khuôn mặt V-line, hoặc là đang trào lưu là môi dày gợi cảm thì môi họ đang mỏng rất là đẹp thì họ lại đi bơm để làm sao cho cái môi dày lên cho gợi cảm. Và những cái vấn đề này nó rất là nguy hiểm. Như thế nào? Nghĩa là nó khi mà một vài tháng nữa, một vài năm nữa thì cái xu hướng nó thay đổi theo trào lưu như vậy, thì cứ sửa tới sửa lui hoài thì cái vấn nạn này nó làm cho người ta nó bị lệ thuộc vào những cái đó, và họ không biết nó khuôn mặt mình sẽ như thế nào. Và chắc chắn một điều sẽ ra là khi mà lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ nhiều quá thì có những vấn nạn xảy ra mà giống như Việt Linh hay thấy trên báo chí hay là trên đài kia, thì những cái khuôn mặt nó bị biến dạng hay những khuôn mặt mà không thể cứu chữa được nữa.
Dạ, như vậy thì đối với cái nhóm thứ ba đó là nhóm mà lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ theo trào lưu, thì chị có thể chia sẻ là chúng ta có những cái lời khuyên nào dành cho các bạn và những cái phương pháp nào an toàn hơn không ạ? Riêng bản thân chị thì chị nghĩ là người châu Á nói chung và người Việt Nam nói riêng thì cái nét đẹp dễ thương là cái nét mà mình nên gìn giữ, vì mình muốn làm đẹp giống như những người châu Âu thì chắc chắn mình sẽ không được. Thì chị nghĩ là cái yếu tố quan trọng nhất là yếu tố dễ thương. Cái đẹp thì nếu mà mình gán, mình cố chỉnh sửa mình để thành một người đẹp, thì cái nét đẹp thì người ta nhìn thoáng qua người ta thích, nhưng mà nó không có lắng động lại trong lòng người ta một chút xíu nào hết. Nhưng mà cái nét dễ thương lúc nào nó cũng thu hút và nó để lại trong lòng những cái người mà tiếp xúc mình đầu tiên, người ta không bao giờ quên. Và cái điều đó là cái điều mà chị muốn các bạn trẻ phải lưu ý và nên gìn giữ và duy trì nó, để làm sao mình phải biết chấp nhận những gì mình đang có. Ví dụ như em đi đó, thì hiện tại chị thấy em là nét em rất là dễ thương nè, nét hài hòa, nhưng mà thỉnh thoảng có những lúc em lại có chạnh lòng là mình nên thay đổi khuôn mặt mình hay không, hay là giống những cái bạn kia, bạn này đẹp hơn hay không, thì chắc chắn cái điều đó sẽ xảy ra. Nhưng mà mình phải giữ vững lập trường, nghĩa là đối với em thấy em không hài lòng với bản thân em, nhưng mà đối với mọi người xung quanh thì bản thân chị thấy em rất là đẹp. Đó là cái điều mà mình phải biết tránh tốt nhiều nhất có thể cái vấn đề mà lạm dụng vào phẫu thuật thẩm mỹ. Dạ, như vậy thì đối với những người phụ nữ muốn rằng là mình sẽ luôn đẹp hơn mỗi ngày, muốn làm mới mình mỗi ngày, thì ngoài việc phẫu thuật thẩm mỹ, nếu như nó không thực sự cần thiết, thì mình có thể làm những cách nào để mà có thể làm đẹp mình hơn một cách an toàn không chị? Tâm lý phụ nữ ai cũng mong muốn điều đó, bản thân chị hay Việt Linh đều muốn mỗi ngày mình đẹp hơn. Và cái vấn đề đó, nhưng mà mình muốn, nhưng mà cái cách mình đó, mình phải làm như thế nào để mà mình đẹp, mà mỗi ngày mình thấy mình đẹp hơn và mình không phải ảnh hưởng tới dao kéo. Lời khuyên của chị là mỗi người phụ nữ nên biết trang điểm cá nhân. Nghĩa là có nhiều người nói với chị là không có biết trang điểm, nhưng mà chắc chắn một điều rằng không có gì mà tự nhiên mình biết hết, nên mình phải học. Mình phải học để mình biết trang điểm cá nhân, để mình biết trên cơ thể của mình nó bị khiếm khuyết một cái điều gì. Trang điểm là hình thức che khuyết điểm, để mình biết đưa ra những cái điểm đẹp và những cái xấu thì mình che nó đi, để cho giúp mình nó tự tin hơn. Còn cái vấn đề mà về kiến thức làm đẹp, về chăm sóc da để giúp cho cái làn da mình lúc nào cũng trắng hồng mịn màng, thì nó cũng là một cái cách làm đẹp. Mình chưa tự tin hơn nữa thì mình đi tìm chuyên gia để mình hiểu được cái vấn đề và cái nhu cầu mình đang cần. Một cái vấn đề nữa là mái tóc của mình. Ví dụ như phụ nữ thì chị thích là phụ nữ nên để tóc dài. Để chi? Để mỗi ngày mình thắt bím, hay là mình cột lên, hay là mình xỏ, mình uống gì đó. Mỗi ngày thì mình cũng thay đổi cái kiểu tóc, nó cũng là làm đẹp. Nên mỗi ngày mình nhìn vô gương mình đẹp hơn. Cái nữa là mình làm đẹp bằng cách mặc trang phục. Như chị mỗi ngày chị thích được mặc bộ đồ mới, và chị nhìn vô gương chị thấy mình hôm nay mình đẹp quá, mình thật là xinh trong cái bộ đồ như thế này đó. Thì phụ nữ là thích soi gương mà, đúng không? Thì cái cách là thứ nhất là mỗi ngày mình là trang điểm nhẹ nè, hoặc là phù hợp để mình đi đến những cái nơi đâu, đi đến công sở nên làm việc, và diện cho mình bộ trang phục và những cái kiểu tóc nó hoặc là sơn móng tay hoặc là móng chân gì đó, hoặc là làm đẹp bằng những đôi giày hoặc là những cái túi xách. Thì đó cũng là cách làm đẹp để cho mình có một cái niềm vui, mình đẹp giúp mình tự tin hơn. Sáng mình nhìn vô gương mình thấy hôm nay mình thật là xinh quá, mình đẹp quá, thì lúc đó tinh thần mình nó phấn khởi và cả ngày mình làm việc nó tự tin và nó đạt hiệu quả hơn. Còn ngày nào nếu mà em thấy em không có tự tin thì em thấy như thế nào? Dạ đúng rồi, có những ngày mà em quá vội và em không kịp make up, không kịp trang điểm trước khi ra đường, thì em đi ra đường rất là lo lắng và đôi khi không muốn đi đâu cả. Và nhất là gặp những người những người mà mình muốn được đẹp trước mặt họ mà mình lại không tự tin, đúng không? Vâng. Và một cái kinh nghiệm bản thân chị nữa là mình không được để bản thân mình không được để mình nhìn thấy mình nhàm chán. Thì nếu mình nhàm chán, mình tự nhìn thấy mình nhàm chán thì chắc chắn người khác nhìn mình sẽ nhàm chán. Thì mình nhìn mình nhàm chán, tại sao mình bắt người ta phải nhìn mình? Đó là cái điều tối kỵ mà phụ nữ nên nhớ, nghĩa là phải lúc nào cũng phải chăm chút bản thân mình. Phụ nữ là phải điệu, cái đó là điều đúng. Và điệu ở đây không phải là điệu quá, mà là chăm sóc bản thân mình, nghĩa là mình phải cái gì nó có sự chăm sóc thì chắc chắn nó sẽ đẹp. Có lẽ là với những cái thông tin vừa rồi thì bản thân Việt Linh khi mà về nhà cũng sẽ suy nghĩ lại nhiều hơn để mà biết cách làm đẹp cho mình hơn mỗi ngày. Vậy còn đối với những người mà thực sự là có một số những khiếm khuyết về khuôn mặt hay là về cơ thể của mình, và có những cái phương pháp nào hiện đại và mới nhất hiện nay an toàn để cho mọi người có thể sử dụng hả chị? Thì
chị cũng có những phương pháp vẫn đẹp nhưng mà an toàn, không phải đụng đến phẫu thuật thẩm mỹ. Ví dụ như là phương pháp là hai phu, nghĩa là phương pháp này nó giúp cho khuôn mặt mình nó ví dụ như các bạn đang là thích khuôn mặt V-line đúng không, thì cái điều mà có những bạn khuôn mặt bị tròn hay là bị thịt nhiều hay mỡ nhiều á, thì giúp cho khuôn mặt mình nó thon gọn, nó thon gọn lại một phần nào có thể để mà giúp họ đạt được cái mong muốn chút ít nào đó đó. Thì có những phương pháp này, thì phương pháp hai phu này thì nó lại an toàn, nó lại nhẹ nhàng mà không phải phẫu thuật thẩm mỹ gì hết, nghĩa là mình làm được 6 tháng thì nó trở lại như cũ, thì mình thích thì mình làm nữa. Và như nhiều người nói thì là nhất là dáng và nhì là da, vậy thì việc chăm sóc làn da cho thật là đẹp thì rất là quan trọng. Vậy thì Việt Linh thấy rằng là có rất là nhiều người phụ nữ chọn những cái phương pháp là tiêm những cái chất gì đó vào trong da của mình để khiến cho da căng hơn, nhưng mà đôi khi nó lại bị đơ. Vậy thì có cách nào an toàn và hiệu quả hơn hiện nay dành cho các chị em không chị? Đó là trường hợp tiêm những cái chất làm đầy hay là Botox chẳng hạn. Hiện tại thì cũng có một cái phương pháp để mà giúp cho chị em đẹp hơn và tự tin hơn mà không cần phải là tiêm những cái chất đó dưới da. Là hiện tại bây giờ nổi trội bây giờ là có một cái phương pháp là cấy tế bào tươi. Nghĩa là cái hình thức này là nó sẽ giúp cho mình có cái làn da săn chắc nè, và nó căng và bên cạnh đó thì nó làm trắng. Thì nó ba cái yếu tố nó trong một, nhưng mà nó chỉ là nó dùng một cái súng nó bắn vô da, thì nó chỉ bắn cạn trên cái lớp thượng bì và nó đưa sản phẩm mình vào da và nó đi vào da, và tế bào tươi nó rất là an toàn và nó từ thực vật, từ thiên nhiên. Thì nên là khi mà làm xong thì sau một tuần thì mình cảm thấy da mình căng mọng, và đặc biệt là nó trắng lên rất là nhiều. Cái người làm không phải nghỉ dưỡng hay là ảnh hưởng tới công việc gì hết. Như vậy đây là một cái phương pháp rất là an toàn và không có nhiều ảnh hưởng về sau đúng không chị? Không. Cái phương pháp mà các bạn lựa chọn bây giờ là tiêm những cái thuốc để vô cơ thể nó rất là nguy hiểm, tại mình không biết cái nguồn gốc thuốc đó từ đâu. Lỡ những cái cơ sở nhỏ nó làm không có nguồn gốc thì nó tiêm những gì vô cơ thể mình không hiểu và sẽ có những cái biến chứng sau này. Và thật sự là qua những chia sẻ vừa rồi của chị thì Việt Linh cũng đã hiểu nhiều hơn về những phương pháp làm đẹp tiên tiến, hiện đại và rất là an toàn nữa. Cảm ơn chị Ngọc Bích rất là nhiều. Có lẽ qua chương trình này thì những người phụ nữ chúng ta sẽ nhận thức rõ hơn rằng là phụ nữ thì chúng ta cần phải làm đẹp chứ không thể lơ là với nhan sắc cũng như là vẻ bề ngoài của mình được. Và hiện nay có rất nhiều cách an toàn mà chị em phụ nữ có thể yên tâm hơn. Cảm ơn chị rất nhiều, chúc chị sẽ luôn luôn thành công và xinh đẹp nữa, và tiếp tục sẽ đem đến cho chị phụ nữ những phương pháp làm đẹp mới và an toàn hiệu quả hơn. Thưa quý vị khán giả thân mến, những thông tin vừa rồi mà Việt Linh cùng với chị Ngọc Bích đã chia sẻ đến quý vị cũng là những thông tin cuối cùng kết thúc chương trình Thanh Xuân Tỏa Sáng ngày hôm nay. Chúc cho quý vị sẽ luôn luôn xinh đẹp và có được những phương pháp làm đẹp an toàn hiệu quả cho mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cơ thể đẹp nằm ở tổng thể hài hòa và cân đối. Không nên phẫu thuật thẩm mỹ theo trào lưu. Nên lựa chọn phương pháp làm đẹp tự nhiên để giữ vẻ đẹp lâu dài. Nên chọn cơ sở uy tín và được nhiều chuyên gia tư vấn trước khi chọn phẫu thuật thẩm mỹ.